Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olm.vn Ở tiết học trước, chúng mình đã được tìm hiểu về tỷ số phần trăm rồi Trong tiết học này, cô Huyền hướng dẫn các con viết các số liệu dưới dạng tỷ số phần trăm Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng ôn tập Trong hộp có 3 quả bóng màu xanh và 7 quả bóng màu đỏ các con hãy tính tỷ số phần trăm số quả bóng đỏ trong hộp và tỷ số phần trăm số quả bóng xanh trong hộp này. Rất chính xác. Muốn tính tỷ số phần trăm của số quả bóng đỏ, chúng ta thấy rằng số quả bóng đỏ là 7 và tổng số quả bóng là 3 cộng 7 bằng 10. Như vậy, tỷ số phần trăm của số quả bóng đỏ là 70%. Tỷ số phần trăm của quả bóng xanh sẽ bằng 100% trừ đi 70% chính bằng 30%. tiếp theo chúng mình hãy quan sát tình huống sau ở đây có hai bạn nhỏ đang xếp sách vào giá cô giáo nói rằng xếp sách theo từng loại sau đó sẽ tính tỉ số phần trăm của các loại sách trong tủ sách nhiệm vụ của các bạn đó là tính tỉ số phần trăm của các loại sách trong tủ sách Vậy muốn tìm thì chúng ta sẽ phải thực hiện những thao tác như thế nào thì hai bạn ấy sẽ phải đếm các loại sách có bao nhiêu quyển, sau đó tính tỷ số phần trăm của từng loại. Và các thao tác này chính là cách viết các số liệu dưới dạng tỷ số phần trăm. Để hiểu rõ hơn về cách viết các số liệu dưới dạng tỷ số phần trăm, các con hãy quan sát và hoàn thành ví dụ sau. Tủ sách của lớp 5A thì có 4 loại, đó là sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thiếu nhi và các loại sách khác. Số sách theo thứ tự lần lượt là 81 quyển, 108 quyển, 270 quyển và 81 quyển. Câu hỏi đặt ra ở đây là tủ sách của lớp 5A có bao nhiêu quyển và hãy tính tỷ số phần trăm các loại sách trong tủ sách. Chúng mình hãy cùng trả lời câu hỏi đầu tiên. Rất chính xác. Ở đây Chúng ta muốn tính tổng số quyển sách thì chỉ việc lấy 81 cộng 108 cộng 270 cộng với 81, kết quả là 540 quyển. Như vậy, tủ sách của lớp 5A có tổng số quyển là 540 quyển. Tiếp theo, để chúng ta có thể tính tỷ số của các loại sách, thì các con chỉ việc tính tỷ số của số lượng từng loại trên tổng số sách, tức là lấy 81 chia 540, 108 chia cho 540, vân vân Dựa vào gợi ý này, các con hãy điền các tỷ số phần trăm tương ứng. Rất chính xác. Tỷ số phần trăm số sách giáo khoa trên tổng số quyển sách là chúng ta tìm tỷ số phần trăm của 81 và 540, kết quả tìm được là 15%. Tương tự như thế, sách tham khảo là 20%, truyện thiếu nhi là 50% và các loại sách khác là 15%. Như vậy các con đã hiểu về thao tác viết số liệu dưới dạng tỷ số phần trăm rồi đúng không nào? Bây giờ cô trò mình sẽ cùng làm một số bài tập sau đây để ta có thể củng cố kỹ hơn được phần kiến thức đó. Ở bài 1, khi mà tìm hiểu về việc đọc sách của học sinh của một tổ trong học kỳ 1 thì ta có kết quả như sau. Tổng số học sinh trong tổ là 12 bạn. Trong đó có 4 bạn đọc nhiều hơn 10 quyển, có 3 bạn đọc 10 quyển và có 5 bạn đọc ít hơn 10 quyển. Chúng ta sẽ phải tính tỷ số phần trăm của mỗi loại. Dựa vào kiến thức đã học, chúng mình hãy điền số thích hợp vào dấu chấm. À, đúng rồi. Có 4 bạn đọc nhiều hơn 10 quyển. Như vậy chúng ta tính tỷ số phần trăm của 4 và 12. 4 chia cho 12 nhân với 100%. Kết quả tìm được là 33,3%. Các con lưu ý là đối với tỷ số phần trăm ở đây thì cô sẽ làm tròn đến hàng phần 10. Tương tự như thế, có 3 bạn đọc 10 quyển chiếm 25% số học sinh của tổ và còn lại 5 bạn đọc ít hơn 10 quyển. Chúng ta lấy 100% trừ đi 33,3% trừ đi 25%, kết quả là 41,7%. Từ đây các con hoàn toàn có thể viết được bảng thể hiện tỷ số phần trăm số học sinh đọc sách của tổ 1. Nhóm học sinh đọc sách nhiều hơn 10 quyển có tỷ số phần trăm là 33,3 các bạn học sinh đọc được 10 quyển thì chiếm 25% số học sinh của tổ, còn lại 41,7% số bạn học sinh trong tổ đọc ít hơn 10 quyển. Ở bài thứ hai, ở hình bên thì số viên gạch mỗi màu chiếm bao nhiêu phần trăm số viên gạch của bức tường? Theo các con, để giải bài toán này thì chúng ta cần phải thực hiện những thao tác gì? Bức tường này có dạng hình chữ nhật, chiều dài dài bằng 15 cạnh của ô vuông nhỏ và chiều rộng dài bằng 5 cạnh của ô vuông nhỏ. Như vậy chúng ta có thể tính được bức tường này chứa bao nhiêu hình vuông nhỏ. Sau khi đã tính được tổng số hình vuông rồi thì chúng ta cần tìm số lượng của từng loại, có 3 loại là màu đỏ, màu cam và màu xanh dương. Như vậy các con cần phải thực hiện đếm để biết số lượng của từng loại viên gạch, sau đó chúng ta tính toán. Dựa vào gợi ý này, các con hãy đưa ra lời giải thích hợp. Cô khen các con, ta thấy rằng tổng số gạch là 15 x 5 chính bằng 75 viên. Số gạch đỏ là 15 viên, số gạch vàng là 28 viên và số gạch xanh là 32 viên. Như vậy chúng ta có thể tính được tỷ số phần trăm số viên gạch trong bức tường như sau. Viên gạch đỏ chiếm 20%, viên vàng chiếm 37,3% và viên xanh thì chiếm 42,7%. Chúng ta thực hiện lần lượt các phép tính tỷ số phần trăm giữa 15 và 75, 28, 75 và 32 với 75. Khi đó ta được kết quả như trong bảng. Vậy là ở bài giảng ngày hôm nay thì cô Huyền đã cùng với các con tìm hiểu về cách viết số liệu dưới dạng tỷ số phần trăm sau khi xem xong bài giảng các con hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm vn